dàn vô muỗng nước mắm. Chồng em không thích ăn cá nước nên em kho nước nhiều, kho có nước nhiều cho chồng. Với bà cô Tư á, bà chưa ăn cơm bà ăn. Chào Sáu My, cảm ơn em đã ghé xem live của chị. Thôi bà cô Tư ơi, bà cô Tư đừng có nói ghê quá, bà Tư ơi, chỗ ăn like cô Tư ơi, bà cô Tư ơi, làm hư like mỏng hết. Cá này phải có cay ăn mới ngon. Chào. Chào Kip 2379. Vô là gì, đừng nói bắt, đừng nói bắt cóc nít như nó nha em. Là em nói bắt cóc nít là hồi chị bị á. Cho nên nhà mời chị chặn em 30 phút cho em không nói nữa đó. Cảm ơn em nhiều nha. Ở YouTube nó khó lắm. Ngon lắm cả nhà. Chín rồi cả nhà, muốn tắt bếp. Rồi mộng đã hoàn thành món cá ngon hết sảy con bà Bảy. Cá cha kho tỏi ớt hành, hành lá nha cả nhà, bỏ vô miếng tiêu nữa, cho vô miếng tiêu nữa, ngon hết sảy con bà Bảy nha cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm với Mộng. Mình cho miếng tiêu vô rồi nó thơm ngon hết sảy con bà Bảy. Cái món này nay nấu cơm đơn giản cho ông chồng ăn vậy. Ở đây là mình sẽ bới cơm. Cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mời cả nhà. Bữa nay cái bếp của Mộng bị tối thui đèn. Cái đèn của mẹ nó hư. Cái bóng đèn của Mộng nó hư cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm với mẹ Mộng nha cả nhà. Nè. Ngon không cả nhà? Cá. Còn đây là vịt quay. Vịt quay bánh mì. Ai muốn ăn gì ăn. Rồi Mộng đã xong nhiệm vụ. Mời 41 bạn đang xem live ăn cơm với Mộng nha. Bây giờ Mộng đi dọn cơm ra.